120.000 viên ma túy tổng hợp đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai thu giữ được của một đối tượng khi người này đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện đối tượng Giàng Thị Máy, sinh năm 1994, thường trú tại xã Tả Ngài Trồ, huyện Mường Khương có dấu hiệu móc nối với một số đối tượng tại nước ngoài thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 10 tháng 8, khi Giàng Thị Máy điều khiển xe mô tô di chuyển theo hướng từ xã Tả Ngài Trồ đi thành phố Lào Cai, đến địa phận thôn Nậm Pản, xã Thanh Bình đã bị hai tổ trinh sát khống chế bắt thành công, thu giữ một bao tải bên trong chứa 120.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một số tài liệu khác có liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý trước pháp luật.